Thưa quý vị, xe quá khổ, quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, xe chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận để đất đá rơi vãi xuống đường khi lưu thông không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn giao thông mà còn làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tình trạng này xảy ra thường xuyên, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trên tuyến đường 14B đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, lưu lượng xe có tải trọng lớn tham gia khá đông. Nhiều xe chở đất đá rơi vãi trên đường, phải dừng lại ven đường để né tránh khi phát hiện phía trước có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Đây là 4 xe chở đất cát từ huyện Đài Lộc về nội thành Đà Nẵng của doanh nghiệp tư nhân Nhuận Phước, tạm dừng bên đường, cách điểm kiểm soát lưu động của thanh tra giao thông thành phố hơn 1 km để chờ động tĩnh. Lý giải việc thường xuyên để đất nước rơi vãi trên đường, tài xế cho biết. Vì em cũng không che chắn cẩn thận, cũng có để rơi vãi xuống đường, em sẽ cố gắng khắc phục để lần sau không để rơi vãi xuống đường nữa. Tại vì do chạy cho kịp tiến độ của công trình nhận nên anh mới lấy cót, mà bây giờ cũng chàng từ phía sau rồi, nhưng mà xuống tới đây là nó mới rải nước ra ngoài. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là một trong những doanh nghiệp có nhiều xe vận chuyển cát xây dựng từ mỏ đất Đại Sơn, huyện Đại Lộc về thành phố. Doanh nghiệp này có 10 xe ben chuyên chở đất cát có tải trọng cho phép chuyên chở đến 15 tấn. Mỗi ngày hoạt động liên tục 3 chuyến trên hành trình gần 50 km và lượng nước, đất cát trong quá trình di chuyển đã rơi vãi xuống đường là không hề nhỏ. Trong quá trình kiểm tra thì xe thì hắn cũng tránh tế này nọ, nhưng mà thực ra là anh em đi trên đường là hầu như tổ chức nhiều đợt cố điểm, nhưng phát hiện là anh em sẽ làm. Qua phản ánh thì thanh tra chúng tôi đã kiên quyết xử lý rất là nhiều trường hợp. Xe nào mà vi phạm là bọn tôi kiên quyết xử lý, không để một trường hợp nào lọt đối với cái chuyện mà lôi kéo đất hay là nước này nọ trên đường. Theo báo cáo của thanh tra giao thông thành phố, riêng 3 tháng đầu năm nay, lực lượng này đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp, ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng về hành vi để đất cát rơi vãi trên đường. Thưa quý vị, bên cạnh việc xe vận chuyển vật liệu xây dựng để rơi vãi đất cát xuống đường, thì việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cánh lái xe hạng nặng này cũng cần lên án. Nhiều lái xe khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, thay vì xuất trình các giấy tờ liên quan, thì tài xế lại đưa ra nhiều lý do không hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm. Phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này trong chương trình Thời sự sau.